Xin chào tất cả các bác nha. Trước mắt quý vị ở các bạn đây, đó là một cái máy trồng mì lên luống, bỏ phân và cắm đứng các bạn này. Đi một lúc hai hàng luôn, rất là tiết kiệm thời gian và công sức. Bao nhiêu các bạn quan tâm đến máy trồng mì như này thì xem hết video này nha. Ok các bác. Vâng, nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với kênh YouTube 4.0 của Trần Văn Hạng. Trước mặt quý vị các bạn đây, đó là một cái máy trồng mì các bạn ạ. Máy trồng mì nên luống mà lại nên luống đôi nữa, trồng một lần được hai hàng. Vâng, máy này là của anh Lê Đức Anh, con Phú Tiến, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Vâng, có số điện thoại là 0985647701. Vâng, đang chạy trên màn hình các bạn nhé. Vâng, thì anh Lê Đức Anh đây thì anh có đặt cái máy này năm 2022 các bạn ạ. Anh có về và anh xài và trồng cũng là rất hiệu quả, đạt năng suất rất là cao. Nhưng bây giờ là anh lại cái đất của mình nó hơi có nhỏ các bạn, đất nó nhỏ, anh không có nhu cầu sử dụng nữa, cho nên là anh muốn nhu cầu là chuyển đổi lại cho những cái bác mà đang trồng mì nhưng mà cánh đồng mẫu lớn. Với các bác mà được từ 20 hectare trở lên, em khuyên các bác là sử dụng cái cỗ máy này, nó kiếm tiền cho các bác, nó tiết kiệm và nợ công sức rất là nhiều. Vâng, các bác có thể thấy rằng máy hoạt động rất trơn tru các bạn nhé, vừa lên luống vừa bỏ phân vừa cắm đứng thì rất là linh hoạt và lại chuẩn nữa đấy. Bao nhiêu con số các bác mà quan tâm đến máy trồng mì như thế này thì xin cứ điện thoại cho em, cho số điện thoại 0976875443, hoặc là điện thoại trực tiếp cho bác Lê Đức Anh đấy, em là rất là khách quan, để đăng để trên màn hình các bác nhé. Các bác sẽ được tư vấn thêm. Và giá của sản phẩm đây thì bác đặt đầu tiên là 90 triệu, và bây giờ bác để lại cho các bác với cái giá là chỉ có 60 triệu thôi. Các bác có thể điện thoại trực tiếp và có thể thương lượng giá cả thì tùy các bác. Vâng, em chỉ đây là em là chỉ giới thiệu và kết nối nhé, để cho các bác làm việc nhé. Ok các bác. Và Trần Văn Hảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye bye các bác. Và chúc các bác sẽ có một cái mùa mì bội thu, và anh em ta có thể kết nối được, giao lưu được rất là nhiều kiến thức cũng như là những sản phẩm trên cái kênh YouTube 4.0 của mình. Trần Văn Hảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.